Trong Độc Đạo tập 27 lên sóng tối ngày 30 tháng 10, Diễm kể lại quá khứ đau đớn của mình cho Hồng, trong đó có cảnh cô bị bà cả Ánh tìm đến tận nơi để đánh ghen. Diễm phải hứng những cái tát như trời giáng từ vợ của Quân già với gương mặt bầm tím đến xót xa. Tuy nhiên, đoạn clip hậu trường vừa được chính diễn viên Việt Hoa chia sẻ trên trang cá nhân đã hé lộ toàn bộ sự thật về cảnh bạo hành này. Diễn viên Thu Huyền thực ra không làm gì đàn em cả mà chỉ đánh vào chiếc gối đạo cụ được đặt ngay trước ống kính để khán giả có cảm giác Diễm đang bị ăn đòn thật với liên hoàn tát và quật từ người đàn bà lực điền. Diễn viên Việt Hoa ngồi gần đó đã chứng kiến toàn bộ cảnh quay và vẫn phải thoại lời van xin của Diễm như đang bị ăn đòn thật vì ekip ghi hình và tiến trực tiếp. Cảnh quay vừa kết thúc là cả cô cùng đàn chị Thu Huyền và ekip phim Độc Đạo phá lên cười thích thú. Nếu biết sự thật cảnh quay này từ trước, chắc chắn khán giả đã không nhập tâm khi xem phim mà thương Diễm bị vùi dập như thế. Theo tiết lộ của biên kịch phim, Độc Đạo sẽ kết thúc ở tập 36 nên chỉ còn 3 tuần phát sóng nữa là chia tay khán giả. Phim dự kiến phát sóng tập cuối vào ngày 20 tháng 11. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.